Trời ơi, sao mà đẩy đốm dữ vậy? Sao ạ? Dạ không không. Rồi, đi rồi, bé mẹ thấy không? Cắt đi thằng mày. Nghĩa là xong rồi đó hả? Rồi. Mấy cái bánh kem vô cho em chụp luôn cái đi. Nè nè nè, kìa đốt 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 đèn thảo nến nè, đốt đèn thảo nến. Nó lộn cái gì? Hết bể, hết bể. Tại không có cái gì nữa. À. Cái bút. Không, không, không phải cái bút. Rồi lại gương nữa rồi sao? Đẹp lắm đây, sửa soạn lắm đây. Nó chết. Coi chừng nó lấy kiến, bể kiến đó nha. À, cái kiến đó không bỡ. Rồi. Để im, để im. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Tắt quẹt không? Trời ơi. Nè nè nè. Từ từ đấy nó lại nữa. Nè nè nè. Chị chụp ơi, chị chụp em quay đang quay á. Rau cắt đi anh. Hai. Nè, happy birthday của Dung nè. Dạ dạ. Happy birthday của Dung. Dịp Dung đẹp đấy. Đang quay thì anh Tùng rồi ta. Con. Giữ nó đi. Đây con, lại đây con, lại với mẹ. Qua sao giữ nó đi chụp hình cho hai mẹ con luôn. Rồi đó em nói lại à.